Man, chào cả lớp. Hôm nay mình sẽ học bài rất hay quá trên nữa các bạn. Rồi bài này chúng ta sẽ chơi điệu rumba ba các bạn. Rumba thì tempo thì chơi ở 82 đến 85 ha. Đây mình sẽ chơi 82. Rồi các bạn chơi tông mi trưởng nam hát ha. Mi trưởng hoặc pha trưởng. Mi trưởng chúng ta chỉnh trên bốc lên là cộng 4, còn pha trưởng chúng ta chỉnh trên bốc lên là cộng 5. Mình xin cho các bạn trên đội trưởng, các bạn là trực tiếp đội trưởng ha. Rồi những tiếng ở tiếng bài này thì tiếng nào các bạn cảm thấy thích thôi thôi trong cái bài nhạc sến á, không thì các bạn thêm những tiếng cần về mandolin hay những cái tiếng vibraphone gì đó các bạn, hay những tiếng mà nghiêng về cho dành dành cho cái âm hưởng Tây Nguyên á, thì đó đó ha, kìm rồi đó, nguyệt rồi đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta với cái bài này thì rất là nhiều ca sĩ, rất là nhiều người hát phong cách khác nhau và cái phần phối nhạc nó cũng khác nhau, mình cũng không thấy cái nào nó rõ cái nào hết á, nên chỉ có phần intro này thì bây giờ á để đơn giản quá thì chúng ta sẽ bám sát vào bài, chúng ta sẽ đi hai câu giống trong bài và chúng ta kết về chủ. Ví dụ như ha, đặt chương trình lớp như thế này thì rất là nhiều người có cái những cái intro khác nhau mà mình cảm thấy là nó cũng bình thường quá, không có cái gì đặc biệt. Cái phần intro này với cái bài này không có gì đặc biệt, cho nên các bạn tốt nhất các bạn đề làm sao mà cho giống cái phần trong bài luôn, rồi chúng ta sẽ kết về chủ ví dụ ha. Một câu đó vậy, cái bắt đầu cái câu thứ hai nè. Đó là cái cách làm cái phần intro bài này. Đối với cách này là cách của mình thôi. Chúng ta sẽ là bài đầu nốt ha. Nốt cái này các bạn chú ý luôn là một chút xíu mình chưa vào đoạn A là nó giống một phần đầu đó luôn đó. Rồi. Son do re son. Son do re son chúng ta bỏ hậu âm là đô trưởng các bạn. Tiếp tục. La la son fa. La la son fa chúng ta sẽ bỏ hợp âm là pha trưởng. La la son fa son do mi fa son, son do mi fa son chúng ta bỏ hợp âm mi thứ. Giờ lặp lại ha. Son do re son, la la son fa son do mi fa son. Bỏ mi thứ các bạn. Tiếp tục nè. Son mi re do, son mi re do chúng ta bỏ la thứ. Son mi re do la son. Re do la son chúng ta bỏ âm son 7 rồi. Giờ chúng ta sẽ dứt câu về chủ luôn. Son son fa mi re do. Son son fa mi re do. Chúng ta sẽ bỏ hợp âm đô trưởng. Rồi, vậy là dứt cái phần đó là phần intro luôn đó. Mình làm đơn giản vậy thôi. Chứ giờ nhiều cái và âm với cái bài này phức tạp quá. Mình thấy nó cũng không có gì đặc biệt hết. Mình làm đơn giản vậy đó ha. Làm lại cái phần intro nè. Son do re son la la son fa son do mi fa son. Bỏ mi thứ, tiếp tục. Son mi re do bỏ la thứ. Re do la son. Đó là cái chỗ này bỏ, chúng ta bỏ son 7. Là chúng dứt cái câu. Son son fa mi re do. Rồi cái phần sau đó chúng ta sẽ dàn thêm một cái câu. Mình dàn lại những nốt vậy đi ha. Do re mi fa fa mi fa fa son. Do re mi fa fa rồi mi fa fa thăng son. Dàn như thế này. Do re mi fa rồi fa mi fa fa thăng son. Chúng ta dàn như thế này các bạn. Rồi mi fa fa son dàn tám cái nè. Rồi vậy ha. Này, làm lại cái phần intro này các bạn. Cái phần intro này nếu các bạn hay khéo nữa thì các bạn sẽ thêm nốt thêm với giai điệu như vậy, thì chúng ta có thể thêm nốt vào trong giai điệu cho nó nhiều nhiều hơn chút. Ví dụ ha. Đó, chúng ta sẽ thêm nốt vào cho giai điệu nó mềm mượt hơn. Vậy là xong cái phần intro.
cái phần thêm nốt á, thì các bạn nếu mà muốn thêm nốt vào giai điệu, các bạn xem lại cái clip hướng dẫn của mình và các bạn nhấn vào là cách thêm nốt vào giai điệu, cách thêm nốt vào giai điệu, rồi bấm tên Trần Khánh luôn các bạn, mình sẽ theo dõi được cái clip đó, mình đã hướng dẫn các bạn cách thêm nốt vào trong giai điệu là như thế nào, mà các bạn coi lại đó là học ha, để mình đỡ mất thời gian nha. Rồi làm lại cái phần intro các bạn ha. Chiều. Rồi, vậy là bằng xong cái phần intro. Bây giờ vào bài luôn các bạn. Vào bài thì cái phần đầu nãy đó, đọc nốt cho các bạn nè, thì nó giống như hồi nãy luôn hay phần intro đó. Nó giống tới cái do re son nữa ha. La la son fa son do mi fa son son do mi fa son rồi son mi re do la son. Phần này giống nãy nè, re do la son giống luôn. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Son do re mi này khác. Son do re mi. Chỗ này chúng ta bỏ đô trưởng, tiếp tục các bạn. La la đô la rê. La la đô la rê. Rê 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 mi fa son. La la đô la rê. Chỗ này chúng ta bỏ hợp âm rê thứ đi. Rê 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 mi fa son. Chúng ta bỏ âm son 7, tiếp tục. Mi mi son mi la. Mi mi son mi la, bỏ la thứ. La 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 mi do re. La 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 mi do re. Chúng ta bỏ hợp âm re thứ. Tiếp tục các bạn. Re mi son mi re. Re mi son mi re. Do la la re do la son. Do la la re do la son. Do la la re do la son. Rồi tiếp tục. Si 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 re son. Si 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 re son. Son 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 do mi re. Si 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 do si 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 re son. Rồi son 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 do mi re. Chúng ta vẫn để hợp âm son 7 kéo dài xuyên suốt chỗ này. Giờ cái đó là đoạn A. Bây giờ đọc lại đoạn A này các bạn, đọc chậm chậm cho các bạn nắm dễ đi nốt này. Rồi. Son 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 do re son. La la son fa. Son do mi fa son. Son mi re do. Re do la son. Son do re mi. Tiếp tục. La la do la re. Re 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 mi fa son. Rồi. Mi mi son mi la. La 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 mi do re. Tiếp tục. Re mi son mi re. Do la la re do son. Son 7. Rồi si 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 re son. Son son son. Do mi. Rồi cái này là đoạn A. Đoạn B chúng ta đoạn giống như đoạn A nhưng nó khác ba nốt cuối. Cái chỗ đô mi rê còn dưới nốt đoạn B chúng ta sẽ đổi qua nốt là si rê đô. Son 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 si rê đô. Si rê đô chúng ta đổi ba nốt cuối. Ok, giờ là ra đoạn B rồi. Bây giờ tới đọc điệp khúc cho các bạn, cái điệp khúc hơi khó tí xíu. Hơi khó chịu ha. Rồi. Mi mi si si mi. Mi mi si si mi. Rồi cái phần đoạn điệp khúc này nè, mình nói cái những cái nốt nào các bạn gạch dưới, các bạn chú ý những cái nốt gạch dưới để một chút xíu chúng ta sẽ đàn á, cái nhịp chính chúng ta sẽ là rơi theo cái phách mạch á, tức là ngay cái nhịp đó nó sẽ rơi vào những cái nốt đó, các bạn chú ý nè, rất dễ bị sai nhịp cái phần điệp khúc này ha. Rồi nè, ghi các bạn. Mi mi si si mi, bỏ là thứ. Mi si son la la la. Rồi, mi mi si si mi. Rồi, ngay cái nút mi chúng ta sẽ bỏ chúng ta gạch dưới nút mi này. Mi mi si si mi, gạch dưới nút mi này. Mi si son. Mi si son, mi si son. La la la. Rồi, chúng ta sẽ gạch cái nút la cuối cùng này. Rồi. Mi mi si si mi, mi si son. La la la. Rồi, tiếp tục các bạn. Mi mi si si mi, mi si son. La la la. Rồi, gạch dưới nút mi và nút la ha. Rồi, tiếp tục. Rê rê là rê. Rê rê là rê. Chúng ta bỏ hợp âm là son 7 đi. Hay rê thứ gì cũng được. Rê rê là rê. Ngay chỗ này bạn sẽ gạch nút rê ngay chỗ này. Rê rê là rê. Rồi.
Tiếp tục, rê là mi, la la son. Rê là mi, la la son. Rê là mi, la la son. Rồi, vấn đề hợp âm số 7 luôn các bạn. Tiếp tục ha. À, rê là mi, la la son. Chúng ta gạt ngay cái nút son này. Ừ, rồi, tiếp tục. La đô 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 mi la. Rồi, la đô đô đô. Gạt ngay chỗ cái nút thứ ba này. Nút đô thứ ba. La đô đô đô. Gạt ngay nút đô này. Rồi đô mi la. Rồi tiếp tục. Mi la mi mi son son mi re. Mi la mi mi son son mi re. Rồi chúng ta sẽ gặp ngay gạch ngay cái chân cái chỗ mi la cái nút mi là mi á, gạch ở dưới chân ở nút là mi mi son son mi re. Rồi gạch ngay cái nút re này chúng ngay cái nút re này luôn, bỏ hàm âm số 7 chỗ này. Rồi qua tiếp tục các bạn. La la re re la la re re la. Ngay chỗ này chúng ta bỏ hàm âm pha trượt. La la re re la, ngay cái nút la này chúng ta gạch dưới. Rồi tiếp tục. La re la đô la son. La re la đô la son, gạch dưới nút son này và bỏ âm mi thứ ngay chỗ này. Tiếp tục. Son son đô đô son, gạch dưới nút son này. Son son đô đô son, gạch nút son này nè. Rồi. Son đô son la son fa. Son đô son la son fa. Son đô son la son fa. Ngay chỗ này chúng ta bấm pha trưởng và gạch dưới nút chân nút fa này luôn. Rồi tiếp tục. Rê là mi. Rê là mi mi đô son. Rê là mi. Rê là mi mi đô son. Rồi các bạn gạch dưới cái chân chọn cái nút mi đầu tiên. Rê là mi. Gạch nút chung này rồi mi đô son. Bỏ âm son 7 ngay chỗ này. Tiếp tục. Mi rê gạch dưới chân nút rê rồi. Mi son si rê đô. Đô trưởng, trả về đô trưởng. Rồi gạch dưới chân cái nút đô này. Rồi cái phần điệp khúc này đọc lại nè. Cái phần điệp khúc này nó khó chịu. Mi mi si si mi gạch dưới. Mi si son la gạch dưới nút la. Rồi tiếp tục. Rê rê là rê gạch dưới nút rê. Rê là mi là son gạch dưới nút son này. Là đô đô gạch dưới nút đô này. Đô mi là gạch dưới nút la này. Mi mi son son mi rê gạch dưới nút rê này. Tiếp tục. La rê rê la rê rê la gạch dưới nút la này. La rê la đô la son gạch dưới nút son này. Son son đô son gạch dưới nút son này. Son đô son la son fa gạch dưới nút fa này. Rê là mi gạch dưới nút mi này. Rồi tiếp tục. Mi đô son mi rê gạch dưới nút rê này. Mi son si rê đô. Ok, đó là cái phần điệp khúc. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tấu qua cho các bạn nắm cái đọc tấu bài này ha. Chú ý bài này đọc tấu, các bạn phải đọc tấu cho tốt bài này. Cấp thêm nó. La la đô la rê mi fa son mi son mi la mi đô rê mi son mi rê đô la rê đô son si rê son đô mi rê. Cái đoạn B này là cái đoạn B mình khỏi lần rồi ha. Qua mình thay đổi là si đó đâu. Si re son si re đô. Ok, đó là đoạn B. Qua điệp khúc. Oh.
khúc. Rồi xong với cái đoạn C thì nó giống như đoạn B các bạn. Rồi cái đoạn C thì các bạn thêm nốt vô cho nó giai điệu nó mềm mượt hơn ha. Ví dụ ha. Xong đoạn C luôn rồi ha. Vậy là chúng ta sẽ có hai bài nữ rồi. Với điểm hát bài này á thì chúng ta sẽ đơn giản dứt câu những cái câu hát xong chúng ta đờn vào vài nốt giống nốt đó thôi. Không thì chúng ta coi cái nốt dứt là nốt nào đó, chúng ta đờn xung quanh cái nốt dứt đó. Ví dụ son do re son la la son fa son do mi fa son. Thế vậy được rồi. Rồi xong chúng ta kết hợp với lắc luôn ha. Do mi fa son. Son mi re do. Re do la son. Son do re mi. La la do la re. Re 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 mi fa son. Mi mi son mi la. Ok, đó là cái cách áp dụng vào. Không thì các bạn lấy tiếng string bè theo, nhẹ theo. Còn có cái cách nữa là bây giờ mình sẽ chỉ theo các bạn một cách nè. Cái này mới mới lại lạ tí xíu ha. Chúng ta sẽ dùng cái tiếng vibraphone nha ha. Mình sẽ lắc khoảng 8 hoặc một cái như thế này các bạn. Các bạn về các bạn chịu khó mà tập cái phần này. Có nghĩa là cái bàn tay chúng ta sẽ quặng 8 là ngón cái và ngón út ha. Ví dụ giờ mình đặt đồ ở đây đi, xong các bạn đặt đồ nút đố trên quặng 8 trên, các bạn bắt đầu chuyển lên cái rê, di chuyển lên rê, mi cái gì lên mi lên đây, fa cái lên fa, son lên son, la lên la, đó vậy đó, thì nó sẽ ra như này. Rồi còn nếu mà di chuyển nút đen luôn cũng được, đó, nếu mà muốn lên nút đen. Nốt đen thì trên đây các bạn phải đi làm nốt đen nữa ha. Đồ, đô thăng, rê, rê thăng, mi, fa, fa thăng, son, son thăng, la, la thăng, si, đô, vậy đó. Ha. Rồi, bây giờ nếu mà trường hợp chúng ta đi về cũng tương tự các bạn đây. Đô, đồ, xí, xì, lá, là, son, son, fa, fa, mi, mi, rê, rê, đô, đô. Ha. Chúng ta tập cho nó quen, nó nhuyễn đi cho đều quá. Sao đó đại khái là như vậy cái cách. Giờ chúng ta áp dụng vào trong bài, áp dụng sao đây các bạn, mình chú ý các bạn chú ý mấy cái chỗ này nè. Nếu như chúng ta lót cái chỗ mà người ta đang hát luôn, chúng ta lót chen vào luôn á thì như thế này. Son đô rê son này, son đô rê son, đúng không? Nếu dứt ngay trong lúc son, son đô rê son thì chúng ta sẽ chạy bắt đầu son rê lên. Đó, chạy lên mấy cái thôi. Son đô rê son. Đó, ok. Cái chỗ mà giữa chừng á thì chúng ta lót vừa vài cái thôi. Còn nếu cái chỗ nào mà nó nghỉ một nhịp luôn thì chúng ta sẽ đi luôn một lèo quãng 8. Từng 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 thì chúng ta sẽ đi một lèo từ quãng 8 này tới quãng 8 này. Cái nhịp chúng ta sẽ tính như thế này các bạn. Rồi. Đó. Vừa dứt cái phách 1 chúng ta bỏ, bùm, bỏ. Rồi, các bạn đánh son, son la. Làm sao mà son son la, cái nốt la này nó nằm ngay vị trí phách thứ hai các bạn. Ví dụ, bùm, tầng 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 nó nằm ngay phách 2 là
cuối cùng nó nằm nút sol này, nó sẽ nằm ngay cái phách mạnh tiếp theo. Các bạn chú ý mình tập cho đúng nhịp. Nếu chúng ta không làm đúng nhịp là coi như làm nó rất cực kỳ. Nè, đây các bạn nghe là ha. Bấm. Đó, chúng ta là cái cách chạy một cái câu. Hả? Bùm. Này, có cái bùm sòn xón là làm sao cái nút là này, cái nút sòn này không phải là nó chạy ngay cái phách mạnh các bạn. Bạn bỏ qua phách mạnh, vừa phách mạnh xong các bạn đó, sòn xón là làm sao cái nút là này nó nằm ngay chỗ phách 2 là đúng. Nếu các bạn là cái nút là này không phải nằm phách 2 là có một chạy xuống câu này nó bị sai nhịp. Đây, bùm. Đó. Không thì bạn khéo léo làm sao mà chạy nút sòn tới vừa tới cái phách mạnh kia, làm sao cho giai điệu nó đi vào nhau là ok. Còn nếu như trường hợp các bạn chạy nút sol này là ngay phách mạnh thì bắt buộc một lát chút xíu nó dư, các bạn sẽ chạy thêm cái nút phá thăng ở chỗ này nữa. Ví dụ các bạn. Đó, chứ lại nên phá thăng nó mới tới cái này này mới đúng. Nếu mà một chọn hai cách ha. Nếu mà chạy từ bỏ phách mạnh, bạn chạy làm sao cho nút la này nằm ngay phách 2. Bùm. Đó thì vậy thì nó cũng đơn giản. Còn nếu các bạn chạy thêm nếu ngay phách mạnh là như đây. Đó, chạy lên thêm cái nút pha thăng này nữa, cái này pha thăng nữa nè. Đó. Đó, đó là một cách kỹ thuật dạo mới nha, nó cũng là lạ tí xíu mà. Son do re. Giờ mình làm thử ha. Son do re son. La la. Lắc luôn, xong tới đây cái chúng ta lắc. Tên 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 làm vậy cũng được. Tên 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 tên. Nói chung làm thì là một hai cái, lâu lâu làm chen vô thôi, mà làm nhiều quá nghe nó nhàm lắm. Dạ, tên 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 tên. Ok vậy ha. Về nút đô á thì các bạn làm cũng giống như từng 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 từng. Làm sao cho đồ đố rê, cái nút rê nằm ngay phách 2 đúng. Từng từng. Ok, là cái cách như vậy ha. Làm đơn giản nhé. Rồi. Vậy là đại khái còn có tiếng phần mà điệp khúc á. Lấy cái string bè vô đi. À, cho nó đơn giản thôi. Rồi. Không thôi lấy cái tiếng mandolin cho nó vang 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 cái mà. Mi mi si si mi mi si son la la re re la re re la mi la son la do do mi la mi mi son mi re la la re re. À, đại khái là như vậy ha, chứ tôi bám vào giai điệu. Những cái bài hát như thế này chúng ta không nên làm sao nhỉ? Nó chổi, làm đơn giản thôi. Còn cái phần mà hồi nãy các bạn chạy cái phần này nè, các bạn chú ý là cái tiếng các bạn làm sao cho cái tiếng của bạn âm thanh nhỏ thôi, chứ bạn làm gì nó át vô cái tiếng hát rất khó hát, rất khó chịu. Tên tên tên. Chứ bạn làm lớn quá là sẽ át tiếng hát rất khó hát. Vậy là cái cách điểm bài này đơn giản vậy ha. Có một cái thủ thuật mới. Các bạn chú ý không? Tập cái phần này. Nếu cái này làm không đều, nghe rất là kỳ. Các bạn cố gắng tập cho nhiều vào. Ok. Là vậy thôi, kết ao phần gian tấu thì các bạn làm đờn giống trong một cái đoạn B đi. Tại vì đờn giống B là báo trống. Báo trống là người ta sẽ hát vào cái điệp khúc rồi. Rồi xong kết ao. Kết ao thì nhỏ dần đi. Nó thôi dần một cái đơn giản. Rồi, cách nào cũng được. Do re mi fa fa mi re do. Rồi, vậy thôi.
Rồi bây giờ vậy là chúng ta xong có bài quay trên nữ rồi. Ok, chúc các bạn thành công với quay trên nữ ha. Rồi chúng ta sẽ kết bài ở đây. À, các bạn nhớ đăng ký để xem những clip dẫn tiếp theo của Trần Khánh Rục Sơ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nào muốn cây xâm lơ có gọi hay trao đổi đàn, mua bán đàn gì đó thì các bạn cứ gọi trực tiếp cho qua số điện thoại của Trần Khánh là 01 222 621 622. Ok các bạn, chúc các bạn thành công ha. Rồi bye bye cả lớp thôi.